Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và trở lại với clip ngày hôm nay, xin giới thiệu với em một bom tấn, một siêu phẩm mà rất là hiếm có, chỉ xuất hiện trên đầu một ngón tay thôi, chứ chưa tới một bàn tay luôn. Xin lỗi anh em là chưa tới hai bàn tay đâu, có nghĩa là giới hạn ở một vài cặp tại thị trường Việt Nam. Thì Khôi cũng là may mắn là đấu giá được hai cặp anh em. Thì cái hàng này về trong năm Khôi đã bán một cặp rồi đó. Thì anh em nào theo dõi kênh của Khôi cũng đã biết. Thì còn một cặp á, là hôm nay á, thì do là gần Tết này, chuyện nhà này, nên là Khôi cắt bên kho. Thì hôm nay Khôi mới đưa về đây và có cái không gian để mình test nhạc, mình quay clip và phục vụ anh em. Thì cặp loa này đến từ hãng Infinity SM255. Thì ở thị trường Việt Nam trước giờ nó chỉ có là 155 thôi, nhưng mà cái số 255 này là một trong cái phiên bản hiếm anh em, gọi là giới hạn đó. Ở Việt Nam thì chỉ xuất hiện một vài cặp thôi này nhá. Rồi bây giờ thì anh em nào có nhu cầu vừa nghe vừa trưng bày và có thể dùng nó để hát karaoke thì anh em cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay. Đây này, Khôi sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Zin nguyên bản tuyệt đối. Thì hai cặp anh em, có một cặp trước á thì bắt buộc phải thay gân, vì đời này là gân mốt ha. Nhưng mà cặp này cũng là thay rồi, nhưng mà tay thay này, anh em nhìn nó xấu này. Cái đường nét nó xấu, nhưng mà đừng cái là cái gân này gân zin ha. Và nếu mà anh em có nhu cầu muốn thay lại cho đẹp thì Khôi cũng vẫn hỗ trợ anh em thay nhé. Tốn tiền chút, một cặp gân 4 bát 40 bây giờ là 600.000. Hai cái này nữa là coi như một cái loa như vậy á là mình phải mất tới 800.000 một cặp nha, để thay gân. Mặt trước này được lót nỉ này nè, lót nỉ nè. Cùng bật là trung đôm ha, 25 mic giấy nha. Đó, cũng là một bát, nhưng mà cặp này đời lớn nên nó được có một cái cốt server nữa. Nó được đầu tư cũng như là được nâng cấp thì nó hay hơn. Ốc lục giác đây này nha, ốc lục giác. Cái căng rất độc đáo này, cái căng nhựa nha, cái căng nhựa mà chia làm hai phần. Hai phần này được xếp bằng ốc này. Đó, anh ha. Đây mình nhìn bên ngoài ha. Đó. Mình lưới hột chỗ này lắm, bây giờ bị ẩm. Đó. Đây còn logo bằng màu vàng và ở đây có hai cái má này. Đây thì bây giờ Khôi sẽ đóng vào để anh em cùng xem thử nha. Dưới này nó có một cái chân này nè, chân cái để thấp hơi cao cao chút. Đây nè, tất cả là thùng, là vuông vức, là không bể nợ nha. Khôi ship mấy cái cặp này về tốn rất nhiều tiền. Đây còn dơ chưa chùi luôn nè. Đó, thùng vẫn rất là đẹp, vuông vức này nè. Đó, chưa chùi luôn. Đó. Đây quay cho anh em xem phía sau, toàn bộ là phía sau cũng vậy nè ha. Đó, rất là đẹp. Đó, mỗi cặp thì nó sẽ có một cái số series anh em nha. Đây này, công suất của nó 10-100-300W anh em. Đó, 4-8 ohm. Đó, anh em thấy rất là tuyệt vời. Sử dụng cầu loa bắp chuối nha, hoặc là mở ốc ra xít vào cũng được. Đó, loa rất đẹp. Đó, chưa chùi mà như thế này anh em ha. Đó, anh em nhìn từ xa này, đó lưới này của nó đây ha. Đóng vào là như vậy, còn mở ra. Đây này. Đó, ok ha. Rồi qua cái thứ hai này, đây. Đó, còn dơ luôn anh em, chưa chùi ha. Nhưng mà cơ bản nhất là loa vung vức này không bể nợ này, không dập tí nào luôn. Rất đẹp. Cái phần này này, đó, điểm nhấn nằm ở đây ha, đẹp. Đó. Đó. Bên này căng cũng vậy, không bị sờn nứt anh em nhé. Không, đó. Chỉ có sờn chút xíu chỗ này. Chỗ này mình khâu là được này, anh em thấy không? Mình đưa tay mình bóp lại thì mình khâu là được. Đó, ok không? Logo đầy đủ này. Đó. Rất đẹp, đó là tuyệt vời, tuyệt phẩm luôn. Đó. Rồi ok, thì đây Khôi bỏ nó ra ngoài đi. Để quay cho anh em cùng xem luôn. Ok chưa? Đó. 28 này. Phía sau có một cái lỗ hơi nè, quên nói ha, một sau có một cái lỗ hơi. Thì cái âm trầm nó ra rất là tuyệt vời. Đó, ok. Rồi, Khôi để vào để tí nữa Khôi test nhạc nhé. Đó. Rất là khủng khiếp luôn. Hiếm có tại thị trường Việt Nam. Vừa nghe hay bài đẹp anh em. Nhưng ai mà thích cái dòng Infinity này thì chắc chắn khi mà anh em xem cặp này thì mình rất yên tâm anh em nha. Vì nó lớn rồi, đời lớn thì chắc chắn nó phải hay. À, đời lớn nó phải hay, chứ không thể nào đời lớn mà nó không hay được ha. Rồi ok, đó là tất cả những gì liên quan thì Khôi đã nói xong. Bây giờ thì Khôi sẽ test một cái khúc tự tin Bolero và cái mức giá rất tốt so với trong năm, so với cặp trước nhé. Vì đây đầu năm và chuẩn bị về hàng mới, và hôm nay thì mới đưa về đây được nên là sẽ bán giá tốt nhất.
Test thử nè, một ca khúc trữ tình bolero ha, của Hồng Trúc thì rất là hay, tại vì công suất rất là lớn nữa nè, nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt mà những cái cặp loa cuộc đời nhỏ hơn của hàng này không có, đó là cái phần công suất đầu vào, cái phần input đây nè thì 50W cho tới maximum là 300W, nên là đem rất là dễ quấn, một con đi bình thường thôi, chưa dùng đến cao đẩy rebound nè, nhưng mà vẫn quấn ra rồi nha. Thì mình không có quấn những cái nhạc remix hay là DJ được. Tại vì sao? Vì quay clip bằng điện thoại đưa lên mạng xã hội là nó không có thể hiện được cái nội lực, thể hiện được cái âm trầm của nó ha. Anh em nào mà ở gần, ở Sài Gòn, ghé nghe thử rồi bê. Nhưng mà chắc chắn một điều mà Khôi có thể khẳng định ở đây là đời lớn nhất của họ thì nó sẽ có những cái điều đặc biệt mà những cái đời nhỏ không có nè. Cũng là bass 40 nhưng mà các cái đời 155 á, anh em 155 ở Việt Nam rất là nhiều, kích thước nó nhỏ hơn nhưng mà nó chỉ có 3 đường tiếng thôi, còn cái này là 4 đường tiếng, nó có 2 loa trung, vì nó to nó lớn nên nó phải có 2 loa trung thì lúc đó nó mới đủ dài anh em nha, đại loại nó vậy, thì nghe nhạc cái lời nó mới hay à, rồi đó là các cái mà Khôi muốn chia sẻ đến anh em. Rồi thì trong năm á Khôi có về 2 cặp, thì một cặp Khôi đã vừa lên sóng giới thiệu hàng về thì Khôi đã bán một cặp, còn một cặp thì do là gần Tết rồi chuyển nhà nên mình không có mang về đây được, nên hôm nay Khôi mới mang về, thì Khôi sẽ bán cái giá tốt nhất cho cái dịp đầu năm anh em ha. Thì cùng qua clip này, nếu mà anh khách trước có mua có thấy được á thì cũng thông cảm, là vì hàng mỗi đợt nó mỗi khác nhau, cũng như là chuẩn bị về hàng mới nên Khôi bán cặp này để lấy thu hồi vốn nha. Thì giá chỉ luân quanh là dưới 30 triệu nha, chưa tới 30 triệu. Rất là xứng đáng để chơi nè, một siêu phẩm bát 4 tắc 4 đường tiếng ha. Rồi, đời lớn nhất ngoài cái việc hay thì nó có thêm giá trị sưu tầm. Anh em quan tâm thì tham khảo thêm để thấy được những cái gì tinh túy nhất ở cặp loa này. Tôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.